Trong Sang xin kính chào quý đại gia đình ạ. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Hôm nay Sang có một kiện hàng từ Nhật ha. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng Sang tiến hành xem bên trong nó là con máy gì ha. Đây là thành quả của được sự ủng hộ của cả nhà mình suốt thời gian qua và niềm động lực rất lớn để cho cửa hàng Trong Sang cố gắng tìm kiếm những con máy cưa, máy cắt cỏ hoặc là máy nông nghiệp về phục vụ cho bà con mình. Những con máy mà đẹp nhất có thể nha. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành cắt ra xem, mời cả nhà cùng xem nha. Con này là con Xtin 024 Super nha cả nhà. Anh nào mà bữa giờ mà hỏi kiếm 024 Super thì có thể cân nhắc lựa chọn qua con máy này ha. Máy này thì rất là đẹp. Đây, nhà thấy hàng được tuyển chọn mà nên chưa bóc tem nha. Đây nha. Đấy, chưa thử. Từ từ nha, con keo này lấy xăng á. Lấy cho xăng đi, chế vô để không thôi nó dột cái tem này nè. Đây cả nhà thấy nè, bình Nhật họ làm rất là kỹ nha cả nhà. Họ dán rất là kỹ. Nhưng mà mấy cái băng keo này nè, cả nhà tháo mà ẩu á là nó sẽ bị chốc nước sơn liền nha. Vì sao không biết gì đã bị rồi nên rất là kinh nghiệm vô cái khâu này nha. Nên mình kỳ kỹ một chút, mình tháo kỳ kỹ một chút là nó sẽ không bị chốc nước sơn. Và quay trở lại một con Xtin 024 Super thì như cái nhà thấy đây, chưa bóp tem nha, con này là chưa bóp tem này, cái tem bọc của nó vẫn còn nha. Đó, đây làm sơn zin theo máy nè, cả nhà thấy rất là đẹp nha. Đó, made in Germany nè cả nhà. Thành đây, nó chữ Germany mà còn rất là đẹp nha. Rồi con này thì bây giờ Sang mời cả nhà mình cùng Sang tiến hành xem từng chi tiết sau khi mà Sang đã vệ sinh xong nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng xem. Cửa hàng Trong Sang xin kính chào quý đại gia đình nha. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe. Sang cảm ơn đại đình rất là nhiều đã thương tình ưu ái ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nha. Đây, Trong Sang ha. Nay Sang tiếp tục có một kiện hàng từ Nhật gửi về. Đó, bây giờ Sang mời cả nhà mình cùng Sang tiến hành xem từng chi tiết bộ phận bên trong của cái thùng này là cái gì nha cả nhà. Đây, rồi trước mắt này thấy một đống giấy báo. Đó, càng thấy giấy báo này thì càng khoái nha cả nhà. Lý do là rất là kỹ. Nói chung là gói chỗ này thì con máy rất là đẹp và kỹ nha. Rồi đóng giấy báo luôn, thiệt tình. Thiệt tình là một đống giấy báo. Chỉ có con máy thôi cả nhà. 026. Anh nào mà đang thích dòng 026 này thì chuẩn bị liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp xe nha. Con này rất là đẹp nha các anh. Con này chưa bóc tem nha. Còn phụ kiện phụ tùng theo đây ha, nên các anh cứ yên tâm nha, không phải là cái đầu máy không đâu, chưa bóp tem nha các anh. Đây Xtin 026, cái tem trên còn nè, các anh thấy có tem nè, cái tem cái siêu nè. Các anh nào mà thường hay bóp siêu điện thoại đồ này kia đó, hoặc là du lịch đồ này kia đó, đây cái siêu của nó vẫn còn nha. Về các anh tự bóp rất là đẹp nha. Wow, các anh thấy ốc nè. Wow nè, ốc nè, các anh thấy cái dàn ốc này nè, xuất sắc chưa. Ôi con ốc các anh thấy nè, ốc mà nó vàng kiểu này thì con máy này đẹp cỡ nào các anh. Đây ốc nè. Ôi con máy này rất là đẹp nha. Anh nào mà đang cần một con máy 026 siêu đẹp thì xem hết video này và xem hết video để xem chi tiết bộ phận của con 026 này đẹp như thế nào nha. Còn cái tem chỗ này mà nó còn luôn này cả nhà, cái tem giấy chỗ này nè. Thường thường chỗ này cái tem giấy là để made in Germany nha. Đó, nhưng mà cái này thì nó bị còn giấy thôi, nhưng mà chắc tháo ra thì nó sẽ bị xước nha. Nhưng mà Sang pháp buộc phải rửa cho sạch. Đó, tránh tình trạng mà nó bị bong chóc sơn thì phải rửa thôi. Để cái gì thì nó hơi xấu nha, để cái gì thì nó xấu, nhưng mà nó đúng nguyên bản của con máy, quá đẹp nha cả nhà. Đây 026 chưa bóp tem, chưa bóp siêu. Đó, các anh về các anh bóp siêu nha, quá đẹp, máy này quá đẹp nha các anh. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng Sang tiến hành xem chi tiết của con Xtin 026 này sau khi mà Sang đã vệ sinh nha. Mời cả nhà mình cùng tiến hành xem từng chi tiết bộ phận của con Xtin 026 đẹp ngày hôm nay nha cả nhà. Đây con máy này thì xứng đáng để cho các anh mình sưu tầm nha các anh. Máy này rất là đẹp. Đây đẹp như thế nào thì bây giờ mời các anh cùng xem nha. Đầu tiên hết thì chụp giật con máy này thì như Sang
cắt bọc và cùng cả nhà mình cắt đó, thì nó chưa có bóp tem nha, chưa bóp tem. Những anh mà xài máy mới bây giờ cũng chưa chắc gì bóp được cái tem này. Những con máy bây giờ các anh kiếm cái siêu á, cái siêu này bóc cũng hơi khó nha thầy. Nó còn một lớp màng bọc nha các anh, nó còn là một lớp màng bọc. Còn dưới đây các anh về các anh dùng cái nó tự chóc ra hoặc là các anh bóc ra ha. Đây. Và cái độ bóng zin và cái màu trắng của nó nè. Nói chung mấy con máy này á thì sang quay chủ yếu là cho các anh chi tiết cho các anh xem sau đi. Nó tại vì mấy con này nó có chuyện nữa mình nói. Đây. Còn mấy con máy chung chung thì thấy nó bình thường, chả có gì để sâu hết. Đây. Tới cộng dây giật nè, bây giờ sau cái đầu bóng trước. Cho các anh xem cái đầu bóng nè. Đâu nè, các anh thấy. Nó đẹp. Nó đẹp cực kỳ đẹp. Đây, dây giật zin theo máy nè, các anh thấy. Trắng tinh. Vuốt dây giật zin nè. Xuất sắc chưa? Để bật đèn led lên cho cả nhà mình xem. Đây. Ok chưa? Rất là đẹp. Đây, cái tin zin nè. Cái mũ à. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Cái mũ trong của nó nè, xuất sắc không? Cái này thì còn tem nha, vào cái màu trắng nè, rất là đẹp luôn. Con máy này nó không thua gì một, nó thua một con máy mới thôi. Chứ ngoài ra thì với lại nó đã châm xăng, nó nổ và nó đã cắt được một hai mạch cây thôi. Đó. Đây. Các anh thấy nè. Nè, tới con tán xiết nè, nếu mình ướt sơn á, các anh nào mà đã xài máy và đang xài máy mới á và chuyển sang xài hàng bãi thì các anh sẽ để ý thấy nè. Nếu mà cái con tán xiết nhiều á là chỗ này nó sẽ bị chốc sơn ha. Đó, chốc sơn hết cái chỗ mà tán này. Còn mấy cái chỗ này thì máy đã qua sử dụng, nó chốc là chuyện bình thường. Quan trọng là chỗ này ít dùng ha. Còn bên trong thì các anh nhìn nè. Chưa chốc một miếng nước sơn nào bên trong. Đây chữ tin nè. Thường thường mấy cái chỗ này nó sẽ bị bong chốc. Đây ha. Đó, rất là đẹp nha các anh. Các anh nào mà đang cần một con ít tin chuẩn ha, thì đây là một con máy có thể các anh gọi là sưu tầm vẫn hợp lý. Con này nói chung là hàng này là sưu tầm rồi, vì tới cái mức độ mà cái máy mà nó chưa bóc tem mà các anh biết. Đây, cái máy cái tem trên này thì hôm bữa sẽ có quay kỹ cho cả nhà mình xem, cùng tiến hành cắt ra mà chưa có vệ sinh đó thì quay kỹ cho cả nhà xem rồi ha. Đây, cho cả nhà mình xem lại. Đó, vệ sinh, cố gắng vệ sinh rất là kỹ. Đây, còn một lớp màng bọc ở sau này, nó về các anh dùng có thể các anh bóc tem ha. Cái này thì thuộc dạng của khách hàng nên quyền quyết định là do khách hàng, còn sang bán thì sang sẽ để nguyên như vậy ha. Đây, cái độ bóng zin của nó nè, cả nhà thấy chày thì nó vẫn có chày nha, tại vì hàng đã qua sử dụng rồi nên chày thì nó bắt buộc nó phải có, nhưng mà nó còn rất là đẹp. Rồi, đây bên trong nè, xuất sắc chưa? Nói chung là quá đẹp. Con máy này thuộc cái dạng sưu tầm, ít có, rất là ít có trên thị trường. Dòng 026 thì thị trường có bao la, dãy đầy, nhưng mà kiếm được một con máy đẹp thì hiếm. Đây, cả nhà thấy được cái đầu bóng nè. Ở ngoài cái màu của nó rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đây, ít tin nè, cả nhà thấy chữ ít tin nè, xuất sắc chưa? Đó. Lứ nè, chẳng tin luôn không? Rồi, tiếp tục cái nắp e, cái này là cái lọc gió ít tiền đóng này nè, anh thấy à. Và ốc tán này tán nhôm, nếu mà dặn ra dặn vô nhiều lần nó sẽ bị chày và bị lẻ ốc. Đó, nói gì là các anh nào mà đã xài máy nhiều thì các anh sẽ biết, và các anh nào mà tinh tế thì sẽ nhận ra. Đây, ốc tán này còn xuất sắc luôn. Đó, lọc e gió. Rồi, kế tiếp là bình xăng Warmbro, quá đẹp các anh nhìn thấy nè. Đó, chẳng tin luôn ha, dàn khè xuất sắc. Đây, có mã số này kia hết nha. Rồi, bây giờ tới cái phần quan trọng nhất, con máy bền, chất lượng, giá trị nằm ở chỗ nguyên cái container này cả nhà. Đây là cái video thực tế chứng minh cho các anh thấy con máy đời sâu, đời cao, đời càng lâu chưa chắc gì nó đã dùng nhiều bằng cái con máy đời cao. Đời cao nghĩa là mấy anh kiếm 2000, 2200 lấy mấy gì đó ha. Còn bên cửa hàng trong sen thì không quan trọng cái đời máy, quan trọng thực tế là con máy. Đây,
một con máy 1992. Đây cho các anh xem, không biết được không ta. Đây cho các anh xem nè. Một con được sản xuất 1992. Đó, 48.7cc ha, 1992026. Và đặc biệt chưa bóc tem. Chưa bóc tem. Đây, cái tem chưa bóc. Tem trên chưa bóc. Thì những cái máy mà năm 2020 mấy thì làm gì được có cái tem này để mấy anh bóc. Và đặc biệt soi cho các anh xem nè, nó chất lượng như thế nào. Tới cái lớp ốc màu vàng nè, cái lớp ốc màu vàng nè, đó vẫn còn luôn. Xuất sắc chưa. Nói chung là con máy ít là dùng. Những con máy mới sau này con ốc nó sẽ trắng tát, không biết lý do tại sao, vì chắc thép hay là như thế nào không biết ha. Nhưng mà cái màu trắng nhìn vô nó kỳ kỳ nè, còn cái màu vàng mình nhìn vô là mình phái. Đó, đây ốc đầu máy nè, vàng khè hết. Và đặc biệt các anh nhìn xích vô trong cái chân nòng, ốc chân nòng nè, có thể thấy được nè, vàng ở trong ốc chân nòng nè. Đó, mấy con ốc chân nòng nó còn vàng khè luôn. Và đây, và đây nữa. Đó, nói chung một con máy ít dùng. Nếu mà mua máy cưa thì các anh quan trọng là con máy đẹp bên trong, chứ đừng quan trọng cái đời máy này ha. Dù con máy đã sản xuất 2023 mà nó giờ nó chạy không chấm nhớt hoặc là nó chạy nhiều thì nó cũng không bằng mấy con máy này nha. Cái đó thì quan điểm cá nhân của bên cửa hàng Trong Sang. Còn khách hàng thì 9 người 10 ý, thì ai có quan điểm nào khác thì cứ theo quan điểm của mình, không bắt buộc phải theo bên cửa hàng Trong Sang nha. Đây Extin Gin nè. Đó, các anh thấy nè, nhìn những ốc nè, thấy không, ốc màu vàng rất là đẹp luôn. Phải gọi là những cái con đời mà 99 trở lại, hoặc đặc biệt là 026, 024, 038 luôn nữa, làm quá nhìn là mê luôn. Đây, ốc này các anh nhìn ở ngoài á, nó cái màu nó vàng rất là đẹp. Và bê tông thì khỏi phải bàn. Đây bê tông văng ngang cực đẹp, mấy anh còn gọi là mặt giỏng mặt viết gì đó. Đây cho các anh xem, đây xuất sắc chưa, văng của nó nè. Và đặc biệt con máy này chạy rất là ít, chưa đóng khói nòng. Đây các anh thấy khói nòng, nó có lớp màu đen ở ngoài là nó đã đóng khói nè, lớp màu trắng ở trong là nó chưa đóng nè, thấy không các anh thấy nha. Đó, một con máy xuất sắc như thế này thì các anh đáng để sưu tầm không, cộng thêm nó là cái đời cao nữa, cái đời sâu nữa, 1992 nè. Đó, nhưng mà các anh nhìn thấy 92 mà nhìn cái vàng ốc của người ta nè, người ta làm nè, rất là đẹp. Nói chung là con máy này nó dùng rất là ít, con máy nó dùng rất là ít. Cái anh nào mà con này thì các anh về dùng thì thôi, gọi các anh kỹ cái vàng nhớt nữa, nó rất là chất lượng và nó bền ha. Rồi tiếp tục cho quay cho các anh xem nè, cái miếng eplam này nó bằng thép nha, nó bằng thép nên nó có hơi gỉ sét theo thời gian, nhưng mà các anh nhìn thấy cái độ mạ của cái lớp nè. Đây đó, cái mạ của cái lớp màu vàng nè, các anh thấy không, nó chưa có chóc luôn, nó chưa có hết cái lớp màu dạ mạ màu vàng luôn. Các anh nhìn nè, ốc nè, nó xuất sắc chưa. Và đặc biệt con này nó ít dùng tới mức độ mà cái số dưới bút lông nè, cái số này nè ha, A1716, cái mã số này máy mới á, rồi bây giờ nó sẽ đóng cái dấu mặt tròn ở đây là chữ QC hay gì đó ha. Thì Sang không có bán máy mới nhưng mà Sang thấy á, nó có để đâu chỗ này nè, tem nó cũng màu xanh xanh giống gì nè, nhưng mà nó không đóng số này ha. Rất là ít những con máy còn như thế này. Nói chung là cửa hàng Trong Sang thì lấy máy tuyển chọn máy dòng Extin này về khá là nhiều, nhưng mà rất là ít gặp được những con máy còn cái mã số này ha. Và con này nó là gin của nó đã đồng tiền, Extin chính hãng nha. Này, đồng tiền Extin chính hãng. Đây, đồng tiền chính hãng luôn. Các anh thấy không? Chuông cũng là chính hãng luôn. Đó, các anh thấy. Con này nói chung là các anh về các anh chỉ việc dùng thôi, chứ ngoài ra không cần lên nhông, không cần lên gì hết. Có cổng xích của nó thì nó là xích nó mini. Các anh về lên xích đại 72 các anh dùng ha. Đây, còn qua cho các anh xem cái bình xăng lớn nè. Xuất sắc không? Nói chung là một con máy nó đẹp thì nó đẹp nghiêm chỉnh và hoàn thiện, nó chứ không phải là một chỗ đẹp một chỗ xấu ha. Nói chung là một con máy rất là xuất sắc. Nói chung con máy này anh nào mà thích sưu tầm thì đây là xứng đáng một con máy hiếm có để cho anh sưu tầm nha. Rồi không dài dòng, bây giờ xin mời cả nhà mình cùng tiến hành
lắp ráp từng chi tiết bộ phận của con Xtin 026 đẹp ngày hôm nay ha. Đó, con này thì xuất sắc rồi. Các anh nào mà đang chào con 026 sưu tầm thì đây là một con máy đáng để cho các anh mình nghiên cứu lựa chọn. So với một con máy mới á, thì con này được chất lượng hơn rất là nhiều. Nói chung là được chất lượng hơn. Nói các anh nhìn cái dàn ốc thôi là các anh biết nó chất lượng như thế nào rồi. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình cùng tiến hành lắp ráp con Xtin 026 này vô dưới xe nha. Đây cái dàn ốc của nó nè, cả nhà thấy không? Đó, rất là sạch sẽ và đẹp. Ở bên cửa hàng Trong Sang thì lúc nào cũng vậy, cố gắng vệ sinh một con máy đẹp nhất có thể gửi đến lại gia đình mình ha. Nhưng mà mấy con máy này thì về nó đẹp sẵn rồi cả nhà. Đó. Rất là đẹp ha. Trắng tinh luôn ha. Trắng. Ráp này giống như ráp một con máy mới. Đã thiệt. Rồi bây giờ xem sẽ tiến hành ráp cái bịch xăng con đi. Thường thường thì sẽ ráp bô, nhưng mà con máy này nó đẹp quá nên mình làm ngược ngược lại chút. Rồi bây giờ sẽ tiến hành gắn cò ra. Cả nhà thấy con máy này như thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Đẹp thì like cho Sang, cửa hàng Trong Sang một lượt like nha. Và các anh nào mà mới xem kênh của bên cửa hàng Trong Sang thì hy vọng cả nhà mình tặng cho Sang một lượt đăng ký kênh để có thêm niềm tin và động lực về tìm kiếm những con máy đẹp về phục vụ cho cả nhà mình nha. Tại vì mấy con máy này thì mua thì cũng giành giật lắm cả nhà, chứ không phải là muốn mua là mua, và cũng đặc biệt cái là ít có, chứ không phải lúc nào nó cũng có như máy thùng. Máy thùng thì các anh có thể là cầm mười mấy triệu, các anh cầm ra cái mấy anh đập thùng cái chát liền. Còn những con này thì khó lắm. Mà đặc biệt mấy con này thì các anh mua giá thành nó rẻ hơn mấy thùng. Rẻ hơn mấy thùng. Nhưng mà xài sướng hơn mấy thùng. Đó. Xài là đặc biệt mấy con máy này nha. Mấy con máy này thì nó xài sướng hơn nha. Chứ mấy anh mua mấy con máy mà nó rẻ tiền thì nó không có thể nào mà sướng hơn mấy thùng được đâu nha mấy anh. Nói đây cho rõ để nhiều anh cự ạ. Rồi, giờ sẽ tiến hành gắn ốc dưới vô. Máy quá đẹp. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành bắt ốc vô. Dạ dưới nè, cả nhà thấy không? Trắng tinh nè, nói chung là con máy này nó đẹp từng chi tiết luôn. Xuất sắc. Rồi, giờ sẽ tiến hành hai con tán nè. Đó, các anh thấy hai con tán nè. Giờ Sang sẽ tiến hành bắt hàng tán vô. Đó, đẹp quá cả nhà. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành bắt cái bô vô nha cả nhà. Đây bô green của nó này cả nhà thấy không? Đó, nước gam của nó còn rất là đẹp. Nhưng mà con máy này á, nó xài á, cái người chủ á, nó không có kỹ á, nên cái bô á, lâu ngày nó bị. Nói chung là máy 1992 thì có bô như thế này thì nó cũng hợp lý, chứ không phải gì, nhưng mà nó hơi tiếc cái là nó hơi nổ ha. Hơi nổ cái này mà nó còn điều nước sơn như thế này nè, nó mới đã nha cả nhà. Đó, cái này thì nhiều anh có thể là kiếm mấy cái bô mà bô mới bây giờ lắp vô con máy này thì tuyệt đỉnh nha. Nhưng mà bên cửa hàng Trong Sang thì máy về sao thì để nguyên bản như vậy, dù xấu dù đẹp có sao bán gì ha. Đây các anh thấy nha, đó đều hết nè ha, rất là đẹp. Nói chung là chỉ cái bô thôi, còn lại thì nó rất là ok vì nó đã qua thời gian 92, nó sản xuất 992 mà được như thế này thì quá tốt. Rồi giờ Sang sẽ tiến hành bắt cái bô mép trong vô, sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Vì mép trong đó là phải dựng lên đây, cả nhà thấy nè. Đó, ốc này ốc bô nha, nhưng mà nó chưa có đóng bít luôn nè cả nhà thấy không.
Đó, tới cái khối nào mà nó ít nó chưa đóng mà quá đẹp. Anh nào mà đang cần một con 026 hàng sưu tầm thì cân nhắc lựa chọn con này ha, hoặc là về sử dụng cũng được. Con này thì vừa dùng thì cũng thuộc cái dạng đỉnh rồi các anh, con này dùng thì đảm bảo là ngon hơn máy mới, bền hơn máy mới, được sản xuất tại được sản xuất Đức mà. Rồi giờ em sẽ tiến hành bắt hàng tán vô cho cả nhà mình xem nha. Tại vì hai con tán á, nó có một cái miếng ron phải canh mới được, để em thôi nó gớt miếng ron ra ngoài để đứng lên mới được. Đây hai con tán ở ngoài này, cả nhà nhìn thấy ghiền không, rất là đẹp nha. Rồi giờ sẽ tiến hành gắn vô. Rồi giờ mình sẽ bắt hai tán vô. Những con máy như thế này nè cả nhà, có cái để nói. Còn mấy con máy chung chung á, cả nhà thấy sang quay rất là nhanh và chả nói gì hết, tại vì thật sự là nó không có gì để hấp dẫn để mình nói hết. Đó, giờ sẽ tiến hành tháo hàng này kìa. Rồi tiến hành bỏ cái nắp này vô, nắp bô vô. Nó rất là bót nha, gõ gì vô nó mới vô. Tán nè, quá đã cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ghép cái Mugi vô. Cái đời này nó là Mugi, in của nó là Mugi Boss luôn nha các anh. Đây Mugi Boss nha, Germany nằm đây luôn. Germany, Mugi nó vàng khè nè, rất là đẹp nha. Đó, Boss chuẩn Đức nha. Đây G10. Còn đời sau này thì nó của NGK hoặc là Champion. Sau nữa, sau những cái đời sau này là nó đóng chữ Istin. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành ghép vô. Rồi, ghép dàn áo vô cái nữa nhìn quá đẹp nha. Tiến hành gắn vô. Rồi, gắn dàn áo rồi mới gắn được cái Mugi này vô nghe cả nhà. Lưu ý ha. Đây, vô nó vô cái là khích gịch luôn cả nhà. Rồi, tiến hành gắn nắp e vô. Gần như là sắp hoàn thiện con máy nha cả nhà. Ồ, con này những con máy đẹp như thế này sang quay video gần 20 phút luôn cả nhà. Còn những con máy mà chung chung thì khá khá thì quay tầm khoảng 10 phút 12 phút là xong. Các nhà thấy con máy này đẹp không? Đẹp thì like cho xem một lượt like nha, để có thêm tinh thần động lực tìm kiếm những con máy như thế này về phục vụ cho cả nhà mình ha. Rồi, giờ sẽ tiến hành cái nắp e vô. Đây nắp e nó sẽ là như gì, để qua là xong cứng ngắc, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rồi bây giờ xin sẽ tiến hành gắn cái nắp này vô. Giờ sẽ gắp lam sơn của nó cho cả nhà mình xem nha. Và trước khi mà gắp lam sơn thì sẽ quay cho cả nhà mình xem hai con tán đó. Hôm bữa xem có quay hai con tán đó rồi, nhưng mà này quay lại cho cả nhà mình xem. Đây hai con tán của nó, cái màu nó vàng theo ốc theo máy luôn á. Đây rất là đẹp nha. Nhẹ vô cái đi ha, rồi sẽ gắp lam sơn vô cho cái nhà mình xem. Đó, xuất sắc chưa? Để sang quay một vòng cho cái nhà mình cùng chiêm ngưỡng là em nói sau khi mà gắp hoàn thiện ha, chưa có lam sơn. Đây, mời cả nhà cùng xem, đẹp không? Quá xuất sắc, nhìn ghiền quá ha cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà mình nghe tiếng máy nổ sau khi mà sang đã gắp lam sơn hoàn thiện con Istin 026 này vô, mời cả nhà cùng xem. Thì cả nhà đã cùng sang tiến hành
các bọc, con 026 tuyển chọn từ Nhật ha. Và cùng sang xem sôi từng chi tiết bộ phận cấu tạo của con Xtin 026. Và giờ đây sang mời cả nhà mình nghe tiếng máy nổ của con 026 này nó chạy như thế nào, cả nhà thấy không? Gáp vô rồi, đây là máy tin ghim theo máy luôn ha. Đó, rất là đẹp, made in Germany, xuất sắc. Lam này thì 16 inch, chắc tầm khoảng 5 tắc thôi nha cả nhà. Bây giờ sang mời cả nhà mình cùng tiến hành nghe tiếng máy nổ, xem con máy này nó chạy như thế nào nha. Mà sang quảng cáo quá trời luôn. Rồi bây giờ tiến hành cho nó nổ cho cả nhà mình nghe nha. Dòng này thì rất là nhẹ nổ. Gamty chạy nè. Một con máy mà dùng rất là ít, tiếng máy nó rất là chắc nha cả nhà. Chắc và rất là lực. Đã không? Rồi giờ sẽ nẹt cho cả nhà mình nghe nè. Quá đã. Xuống gam tì à. Quá chuẩn. Tắt đây nè. Rồi, anh nào mà thích cái dòng 026 máy đẹp, hàng sưu tầm, chưa bóc tem đó, hai cái đầu, anh nào mà muốn bóc tem thì cứ liên hệ cái số điện thoại trên màn hình 0979 975 649, gặp trực tiếp sang để sở hữu đó. Và mức giá con máy này thì nó sẽ rẻ hơn một con máy mới 260 của Brazil bán tại thị trường Việt Nam đó, báo cho cả nhà biết. Rất là đẹp, nói chung là anh nào mà đang thích sưu tầm thì liên hệ, hoặc nào mà giờ cần một con máy chất lượng để mình làm ra tiền thì đây là một con máy đáng để các anh cân nhắc ha. Rồi video sang đến đây thì cũng kết thúc khá là dài dòng. Cảm ơn cả nhà đã tin tưởng theo dõi ủng hộ suốt thời gian qua, cảm ơn rất là nhiều cả nhà mình. Và sang sẽ cố gắng tìm kiếm những con máy đã qua sử dụng từ Nhật đẹp như thế này nữa gửi đến đại gia đình mình ha. Hy vọng cả nhà mình ủng hộ, like và chia sẻ video này cho người thân trong gia đình mình đang cần một con máy cưa hoặc máy cắt cỏ. Rồi video sang đến đây xin kết thúc. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong clip và video sau. Bye bye.